Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh mua bán xe ô tô cũ. Hôm nay tại 33 Lê Văn Lương, Vũ Hiếu Auto xin phép giới thiệu cho các bạn những chiếc xe có sẵn tại 33 Lê Văn Lương. Rồi, mời các bạn đi chi tiết vào từng chiếc xe nhé. Xin phép giới thiệu với các bạn, đây là chiếc GLB bản mới nhất bây giờ. Xe có ngoại thất màu đen, nội thất hai màu. Tí nữa thì mình sẽ giới thiệu về nội thất sau. Bây giờ là phần ngoại thất đi. Logo 3D này. Cản trước tất cả được mạ chrome. Xe màu đen, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico. Rất đẹp. Bản thể thao cũng như là bản mới nhất hiện tại. Máy 1.4. Rất nhiều chi tiết AMG. Mời các bạn xem phần hông xe nổi bật nhất, đấy là bộ vành, vành AMG 5 cánh rất là to. Lốp thì từ hãng Continental, rất là xịn luôn các bạn ạ. Xe siêu lướt, biển tỉnh. Đây là hông chiếc xe, dòng 5+2. Chiếc này thì nó rộng hơn so với chiếc GLC nên đi gia đình cực kỳ thoải mái các bạn ạ. Rồi, mời các bạn vào bên trong nội thất chiếc xe. Nội thất chiếc xe rất là mới, đẹp và nổi bật. Cánh cửa có chi tiết ốp carbon các bạn ạ. Đây, ốp carbon này. Ghế hai màu. Màn hình rất là to và dài. Vô lăng hai loại da, vừa da lộn cũng như là da thật Napa. Cửa gió điều hòa như tubin của máy bay vậy. Xe rất là mới và lướt. Đây là mọi thứ còn nguyên mùi. Mời các bạn vào hàng ghế thứ hai nhé. Cửa đóng rất là chắc chắn các bạn ạ. Đây là hàng ghế thứ hai. Cực kỳ rộng rãi. Chiếc GLB 200 này thì hiện Hiếu đang bán với giá là 1 tỷ 970 triệu. Hàng ghế thứ 3, tí nữa mình sẽ vào bên trong cốp. Cực kỳ hợp lý cho những gia đình. Còn đây là đuôi xe. Cốp rất là rộng khi các bạn gập hàng ghế thứ 3 xuống. Đây, có thêm hai cái ghế nữa. Ok, dưới này còn có chỗ đựng đồ nữa các bạn ạ. Đựng đồ cảnh báo cũng như là kích thích lốp. Tất nhiên là có điện rồi. Bây giờ mình xin phép giới thiệu với các bạn về chiếc LX570. Người ta thường gọi là khủng long chuyên cơ mặt đất. Chiếc này có màu trắng, nội thất màu kem, xe biển Hà Nội tư nhân. Rất là nhiều đồ. Nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản, biển Hà Nội. Rất to và dài. Một trong những chiếc xe nổi tiếng của dòng Lexus 7 chỗ, đích thực, full size. Ngoại thất màu trắng. Rất to và dài, 7 chỗ. La răng inox sáng bóng. Cũng rất nhiều viền nẹp chrome các bạn ạ. Rồi, mời các bạn đi về phần đuôi xe đi. Đuôi xe thì rất hợp lý cho những bác hay đi đánh golf. Đây, LX570 được bảo hành, bảo trì tại Toyota Hoàn Kiếm hết. Đuôi xe rất là to. Mình mở cốp cho các bạn xem nhé. Chiếc cốp, tất nhiên là cốp điện rồi các bạn ạ. Cốp này là cốp vỏ sò. Các bạn có thể mở được cả cánh trên cũng như là cánh dưới. Rất là rộng rãi. Da kem này. Tất cả ghế, hàng ghế thứ 3 đều được chỉnh điện hết. Nhìn nội thất kem thì các bạn cũng cảm nhận được là nó sẽ rộng rãi hơn. Rồi, mình lên hàng ghế thứ 2 luôn nhá.
Đây là hàng ghế thứ hai, cực kỳ rộng rãi và cũng được chỉnh điện các bạn ạ. Chỉnh điện hai màn hình gối phục vụ hàng ghế sau. Chiếc này được trang bị loa Max Levison nên nghe cực hay. Đây, loa hàng hiệu luôn, đặc trưng của Levison luôn. Max. Rất nhiều chi tiết ốp gỗ. Chủ cũ thì có trang bị thêm một tấm rèm. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ lên hàng ghế trước luôn. Cánh cửa mở ra cực kỳ rộng. Đây, gần như là 90 độ, các bạn bước vào cực kỳ thoải mái. Ghế chỉnh điện. Đây. Ghế chỉnh điện rất là nhiều hướng. Vô lăng vừa bọc da, vừa bọc gỗ. Rất nhiều chức năng trên xe này. Cần số cũng vừa bọc da, vừa bọc gỗ. Nâng hạ gầm, gài cầu, các chế độ lái. Đi mọi loại địa hình. Vô lăng chỉnh 4 hướng. Cửa sổ trời đầy đủ. Những chiếc này thì không thiếu thứ gì rồi các bạn ạ. Chiếc này là chiếc sản xuất 2013, đăng ký 2014. Hiện Hiếu đang bán với giá là 3,8 tỷ. Bác nào đến xem xe thì liên hệ trực tiếp cho mình, cũng như là đến lái thử thì càng tốt. Tiếp theo đây là chiếc GLC 300 AMG 2017. Chiếc này hiện Hiếu đang bán với giá là 1,645 tỷ. Bản 2017 thì có hai loại các bạn nhé. Một bản có camera 360 và một bản chỉ có một cam lùi thôi. Chiếc này thì đầy đủ hết rồi. Nội thất cũng cực đẹp. La răng thì AMG. GLC 300 AMG. Đây, mời các bạn vào bên trong nội thất. Nội thất chiếc này màu cà phê. Vừa sạch, vừa phê các bạn ạ. Ốp gỗ, loa Bumaster, nhớ ghế. Rất nhiều chức năng trên chiếc xe này. Hỗ trợ đỗ vào chuồng này. Đấy. Điều khiển con măng, cửa sổ trời, toàn cảnh. Da màu cà phê. Nhìn rất là sang. Vô lăng tích hợp rất là nhiều chức năng. Ok, mình sẽ vào hàng ghế sau luôn. Chiếc này cũng rất phù hợp cho những gia đình nhỏ các bạn ạ. Đây là hàng ghế sau. Được trang bị thêm hai màn hình gối các bạn nhé. Hai màn hình gối. Nhà có nhiều trẻ con thì rất là tiện. Đã được trang bị sẵn hết rồi. Da và gỗ rất là mượt mà. Loa Bumaster. Rất nhiều loa Bumaster. Đấy. Cốp thì mình cũng không quay nữa. Các bạn cũng đã xem rất là nhiều. Còn sau đây là chiếc C200. Bản mới nhất. Các bạn cứ nhìn đèn là các bạn biết này. Đèn mới nhất các bạn ạ. Bản mới nhất luôn. 1.5 có trang bị động cơ điện. Bản C200 thì mới có các bạn nhé. Còn chiếc kia có C200 nhưng mà nó là 2.0. Còn bây giờ là C180. C180 thì bị cắt rất là nhiều option so với chiếc C200 này rồi. Bây giờ mời các bạn xem một vòng cũng như là chi tiết chiếc xe này luôn. Logo 3D mới này. Đèn mới này, full LED này. Vành cũng mới luôn. Màu đen rất kem. Đèn sau, đèn hậu cũng là mới luôn các bạn. Đây là cốp xe. Cốp xe này cũng rất là rộng. Các bạn có thể để được 2-3 bộ gôn luôn. Cực kỳ thoải mái. Rồi, mình đi vào chi tiết luôn. Đây là hàng ghế trước. Màu đen, nội thất màu kem. Rất là nhiều chức năng trên chiếc này. Chiếc này đặc biệt là có ốp gỗ các bạn này. Những chiếc C180 bây giờ là toàn là ốp nhôm hết. Bệ bước phát sáng.
Đấy, Mercedes-Benz chữ phát sáng luôn, vô lăng mới, tích hợp động cơ điện. Đây các bạn nhìn đây là biết nhá, đây có chỗ thể hiện động cơ điện này. Đấy, vô lăng cruise control nó cũng khác hẳn so với những bản cũ rồi. Ốp gỗ chống vân tay, gỗ sần. Đấy. Còn đây là hàng ghế sau. Hàng ghế sau có thêm rèm này các bạn này. Bản cũ không hề có đâu nhá. Và bản C180 nó cũng không có rèm luôn. Nội thất cực kỳ rộng rãi. Cũng rất hợp với những gia đình có nhiều thành viên đấy. Ok, chiếc này hiệu hiện hiếu đang bán với giá là 1 tỷ 3 30 triệu. Đấy. Hiện tại là mình chỉ quay một vài chiếc như vậy thôi. Còn những chiếc sau thì mình sẽ quay tiếp trong thời gian tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.